Xin chào tất cả các con. Cô rất vui được đồng hành cùng các con trong chương trình toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Năm học mới đến rồi. Cô chúc các con luôn mạnh khỏe và đạt nhiều thành tích cao trong năm học này nhé. Các con à, trong chương trình toán lớp 2 có rất nhiều kiến thức hay và bổ ích dành cho các con đấy. Và bài học đầu tiên trong chương trình toán lớp 2 ngày hôm nay là ôn tập và bổ sung bài ôn tập các số đến 100. Trước khi vào tiết học hôm nay, cô và các bạn cùng khởi động qua trò chơi mê cung bí ẩn nhé. Để bạn Nam ra khỏi mê cung và đến lớp học một cách nhanh nhất, con hãy giúp bạn vượt qua các chướng ngại vật bằng cách trả lời đúng các câu hỏi trong mê cung. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu nào. Ở chướng ngại vật thứ nhất, số 100 đọc là gì? A. 100. B. 10. C. 100. Các con suy nghĩ 30 giây để tìm ra đáp án đúng nhé. Thời gian đã hết, các con theo dõi xem kết quả của cô có giống với kết quả của các con không nào. À, vậy đáp án của chướng ngại vật này là A. Cô nghĩ có rất nhiều bạn trả lời đúng câu hỏi này. Bây giờ chúng ta cùng Nam tiếp tục chinh phục mê cung nhé. Ở chướng ngại vật này, các con cùng lắng nghe cô đọc câu hỏi. Cho ba số sau, 19, 55, 70, số nào là số tròn trục? A. 55. B. 70. C. 19. Các con suy nghĩ nhanh và đưa ra đáp án chính xác nhất nhé. Đã hết thời gian suy nghĩ, vậy đáp án của câu hỏi này là? À, đó chính là B. Chúc mừng các con đã giúp Nam vượt qua chướng ngại vật này. Chỉ còn một chướng ngại vật nữa, Nam sẽ đến được lớp học. Vậy để biết đó là gì, các bạn cùng quan sát lên màn hình, nghe cô đọc và chọn đáp án đúng nhất nhé. Số nào sau đây vừa bé hơn 30, vừa lớn hơn 25? A. 24. B. 31. C. 29. Vậy đáp án của câu này là gì nào? À, đó chính là đáp án C. Vậy là chúng ta vừa giúp Nam chinh phục mê cung để đến với lớp học ngày hôm nay. Các bạn đã làm rất tốt, hãy dành cho mình một tràng vỗ tay tuyên dương nào. Cô mời các con cùng quan sát lên màn hình. Cô có bảng số từ 1 đến 100. Các con cho cô biết bảng này có mấy cột và mấy hàng? À, bảng này có 10 cột và 10 hàng. Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con làm các bài tập nhé. Ở bài tập 1, yêu cầu chúng ta đọc số. A. Đọc các số theo thứ tự từ 1 đến 100 và ngược lại. B. Đọc các số tròn trục 10, 20, chấm 3 chấm, 100. C. Đọc các số cách 5 đơn vị 5, 10, 15, chấm 3 chấm, 100. Trước khi đọc, cô có một số lưu ý sau. Ở câu A, các con lưu ý trước khi đọc. Đọc từ trái sang phải, chú ý số 1, 4, 5. Ở hàng đầu tiên, chúng ta đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở hàng thứ hai, chúng ta đọc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Như vậy, ta đọc 15 chứ không phải 10 năm. Tương tự vậy, ở hàng số thứ ba, lưu ý đọc 21, chúng ta không đọc là 21, 24 hoặc 24. Số 25 ở hàng này đọc là 25.
Từ hàng số 3 trở xuống, tất cả số 1 ở hàng đơn vị chúng ta đọc là 1, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Số 4 chúng ta có hai cách đọc là 34 hoặc 34. Tương tự, ta đọc 44, 54, 64, 74, 84, 94. Đọc ngược lại có nghĩa là đọc từ 100 đến 1. Ở câu B, các con có thể đếm nhanh bằng cách đếm thêm 10. Đối với câu C, các con lưu ý đọc các số cách 5 đơn vị. Chúng ta có thể sử dụng đếm nhanh bằng cách đếm thêm 5. Ở bài tập 1, các con đã dễ dàng đọc các số từ 1 đến 100. Bây giờ chúng ta cùng sang bài 2. Bài 2, trả lời các câu hỏi. A. Các số trong bảng được sắp xếp theo thứ tự nào? B. Các số trong cùng một hàng, không kể số cuối cùng có gì giống nhau? C. Các số trong cùng một cột có gì giống nhau? D. Nhìn hai số bất kỳ trong cùng một hàng hay cùng một cột, em có thể nói ngay số nào bé hơn và số nào lớn hơn không? Ở bài này, yêu cầu các con trả lời các câu hỏi. Câu A, các số trong bảng được sắp xếp theo thứ tự nào? Các con chú ý lên màn hình xem chú ông trả lời như thế nào nhé. À, chú ông trả lời là các số trong bảng được sắp xếp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tương tự như vậy, các con dựa vào bảng các số từ 1 đến 100 để suy nghĩ và trả lời các câu hỏi còn lại nhé. Các con có 2 phút để suy nghĩ và trả lời. Đã hết thời gian suy nghĩ rồi, các con cùng theo dõi lên màn hình và đối chiếu câu trả lời với cô nào. Cô tin rằng có rất nhiều bạn trả lời đúng các câu hỏi ở bài tập này. Cô có lời khen dành cho tất cả các con. Qua bài tập trên, cô thấy rằng các con đã nắm vững các số từ 1 đến 100. Bây giờ chúng ta cùng bước vào bài tập số 3. Bài này yêu cầu chúng ta so sánh các số. A. So sánh hai số 37 và 60, 79 và 74, 52 và 25. Cô và các con cùng quan sát và làm câu A so sánh hai số. Cô có hai số 37 và 60. Như vậy, các con hãy so sánh xem số nào bé hơn và số nào lớn hơn. Chúng ta thấy được khi so sánh hai số, số này đều là số có hai chữ số, thì các con phải so sánh cho cô các số ở hàng lớn nhất, thì đó là số ở hàng chục. So sánh ba chục và sáu chục, ta thấy ba chục bé hơn sáu chục, cho nên 37 bé hơn 60 và ngược lại 60 lớn hơn 37. Tương tự, các con sẽ thực hiện các bài còn lại trong vòng 2 phút. Thời gian đã hết, các con xem kết quả của cô có giống với của các con không nhé. Vậy, để các con so sánh hai số, cô có lưu ý sau. Số có hai chữ số lớn hơn số có một chữ số. So sánh số chục, số nào có số chục lớn hơn là số lớn hơn. Số chục bằng nhau. So sánh số đơn vị, số nào có số đơn vị lớn hơn là số lớn hơn. Có thể dựa vào bảng số. Cô thấy ở câu A, các con thực hiện so sánh rất tốt. Để củng cố thêm, cô và các con cùng bước sang câu B. B. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 19, 46, 42, 43, 70, 38, 82, 87, 29, 9. Ở đây cô có 3 số 19, 46, 42. Để sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn thì chúng ta phải so sánh số. Đây là các số có hai chữ số nên chúng ta sẽ so sánh số ở hàng chục. Vậy số nào là số chục bé nhất trong ba số này? À, ta thấy số một chục bé hơn bốn chục, cho nên ta biết được số 19 là số bé nhất trong ba số đó. Tương tự như vậy,
còn có số 46 và 42. Hai số này có số chục bằng nhau, cho nên chúng ta so sánh tiếp sang hàng đơn vị. Hai đơn vị bé hơn 6 đơn vị, cho nên số 42 sẽ bé hơn số 46. Vậy ta có thứ tự từ bé đến lớn lần lượt là 19, 42, 46. Tương tự, các con sẽ thực hiện hai dãy số còn lại trong vòng 2 phút nhé. Thời gian đã hết rồi, các con cùng xem đáp án của cô có giống với đáp án của các con không nào? Qua bài tập 3, cô thấy các con đã thực hiện so sánh rất tốt. Để củng cố thêm kiến thức, cô và các con cùng nhau tìm hiểu bài 4. Bài 4 yêu cầu các con làm theo mẫu. Các con quan sát cô làm mẫu. Đối với bài này, các con cần thực hiện 5 việc. Việc thứ nhất, viết số. Cô có số 27. Việc thứ hai, viết số chục, số đơn vị. 27 gồm 2 chục và 7 đơn vị. Việc thứ ba, dùng thanh chục và khối lập phương để thể hiện số 2 chục. Và 7 đơn vị. Việc thứ tư, viết số vào sơ đồ tách gộp số. 27 tách ra ta được 20 và 7. Việc thứ năm, viết số thành tổng của số chục và số đơn vị. 27 bằng 20 cộng 7. Tương tự với hai bài còn lại, trong sách đã có một việc, các con sẽ làm tiếp 4 việc nữa để hoàn thiện nhé. Các con có 3 phút để thực hiện. Thời gian đã hết, các con nhìn lên màn hình để đối chiếu kết quả với cô nhé. Tiết dạy của cô đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã lắng nghe và theo dõi. Cô chúc các con chăm ngoan học tốt. Cô chào các con.